Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Khuôn Chậu Cảnh Công CNC của chúng tôi ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép Thiên Quang thay mặt công ty gửi đến quý vị lời cảm ơn vì đã tin tưởng và đồng hành cùng với Khuôn Chậu Cảnh Công CNC của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Kính thưa quý vị, sắp tới đây từ tháng 7 đến tháng 9 là cao điểm mùa mưa tại miền Bắc Việt Nam. Thì giải pháp tối ưu dành cho chậu cảnh đó chính là chân đôn kỹ, vừa nâng thêm chiều cao của chậu cảnh mà lại dễ dàng vệ sinh chậu cảnh sau những ngày mưa to gió lớn. Ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị đoạn video tổng hợp các loại khuôn chân đôn kỹ dành cho chậu bát giác do công ty Khuôn Chậu Cảnh Công CNC của chúng tôi sản xuất và thiết kế. Đó là khuôn chân đôn kỹ dành cho chậu bát giác 59, khuôn chân đôn kỹ dành cho chậu bát giác 75 và 79, khuôn chân đôn kỹ dành cho chậu bát giác 1m. Chắc hẳn quý vị nào thường xuyên theo dõi kênh Facebook hay YouTube của Khuôn Chậu Cảnh Công CNC thì đã biết đến bộ sản phẩm bát giác 59 tứ linh, lông, lưng, quy, phụng đã được ra mắt trong thời gian gần đây. Và chân đôn kỹ với kích thước chiều rộng mặt, hai cạnh song song là 41cm, cao 18cm, gồm 4 mảnh vỏ ngoài và 8 mảnh lòng trong. Các mặt nối với nhau với kích thước đồng đều nhau, nhờ vào cách thiết kế phẳng và được định vị. Vì thế, sản phẩm được giảm thiểu 3 vi và không bị tràn trong quá trình đổ chậu. Quý vị hãy nhìn xung quanh tổng thể của chân đôn kỹ này, rất vừa vặn và đẹp mắt đúng không ạ? Khuôn chân đôn kỹ bát giác 75-79. Khuôn đôn kỹ bao gồm 8 tấm vỏ ngoài và 8 tấm lòng trong, với kích thước chiều rộng mặt đôn là 54cm, chiều cao là 30cm. Nhằm giảm thiểu chi phí cho khách hàng, công ty Công CNC cho ra đời bộ khuôn chân đôn kỹ bát giác, xài chung cho chậu bát giác 75 và chậu bát giác 79. Bên cạnh đó, sản phẩm được thiết kế hiện đại, phù hợp với cả hai bộ bát giác 75 và 79, tạo nên sự hài hòa, cân đối, mang nét đẹp sang trọng, tinh tế cho tổng thể bộ bát giác. Khuôn chân đôn kỹ bát giác 1m. Đây là một chân đôn siêu phẩm của mới ra mắt trong dịp gần đây. Quý vị có thể thấy chân đôn này rất lớn và được dùng cho chậu bát giác 1m. Với chiều rộng mặt, hai cạnh song song là 68,6cm, chiều cao là 30cm, gồm có 8 mảnh vỏ ngoài và 8 mảnh lòng trong kèm một tấm đáy. Và đặc biệt, chân đôn kỹ này được công ty Công CNC thiết kế tỉ mỉ, tinh xảo, uyển chuyển và đường nét sắc sảo hơn. Các khía cạnh của chân đôn khít và gọn nhằm giảm thiểu 3 vi, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cho bộ chậu và chân đôn với kích thước lớn như bát giác 1m. Kính thưa quý vị, vừa rồi là đoạn video tổng hợp các loại khuôn chân đôn kỹ dành cho chậu bát giác do công ty Khuôn Chậu Cảnh Công CNC của chúng tôi sản xuất và thiết kế. Quý vị hãy yên tâm vì khuôn chậu cảnh do công ty Công CNC của chúng tôi sản xuất được làm từ nhựa ABS, rất dày dặn, chống va đập và chịu rực rất tốt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đoạn video vừa rồi. Để được tư vấn và hỗ trợ, mời quý vị hãy liên hệ ngay đến số điện thoại hotline 0394 234 789. Để trải nghiệm thực tế sản phẩm, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý vị tại địa chỉ 59 Dương Công Khi, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Để xem thêm các sản phẩm khác và cập nhật những thông tin mới nhất từ công ty Khuôn Chậu Cảnh Công CNC, mời quý vị đăng ký theo dõi ngay kênh YouTube của chúng tôi hoặc truy cập vào trang web khuonchaucanhcnc.com. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của công ty Khuôn Chậu Cảnh Công CNC.